Như mọi người chúng ta đã biết là xơ vữa mạch máu là một nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý tim mạch hiện nay. Thì xơ vữa mạch máu là một tình trạng mà nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mạch máu trong cơ thể của chúng ta. Thì có thể nó làm cho mạch máu của chúng ta bị hẹp và sau đó là tắc nghẽn, gây ra những cái biến chứng vô cùng nguy hiểm. Giống như dòng suối này, nếu mà dòng suối bị hẹp hoặc bị tắc nghẽn thì lúc đó nó sẽ cản trở đến quá trình lưu thông của dòng nước. Thì mạch máu của chúng ta cũng vậy, nếu mà những mảng xơ vữa này nó làm hẹp hoặc nó gây bít tắc những cái mạch máu thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tưới máu nuôi các cơ quan trong cơ thể. Nếu như mà nó hẹp những cái mạch máu não thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng bệnh lý đó là thiếu máu não hoặc là đột quỵ, nhồi máu não rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, nếu mà nó hẹp những cái mạch vành thì nó sẽ gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim. Hoặc là xơ vữa mạch máu nó cũng có thể gây hẹp và tắc nghẽn các động mạch ở chi, gây ra cái bệnh lý tắc nghẽn động mạch chi rất nguy hiểm. Vậy thì chúng ta có những phương pháp nào để chúng ta có thể làm được quá trình bệnh lý xơ vữa mạch máu? Vậy thì hôm nay bác sĩ Trí sẽ chia sẻ với mọi người 6 phương pháp để chúng ta phòng ngừa được bệnh lý xơ vữa mạch máu. Đầu tiên đó là mọi người phải bỏ thuốc lá. Trong thuốc lá có tới hơn 7.000 hóa chất độc hại và thuốc lá là một yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra bệnh lý xơ vữa mạch máu. Mọi người lưu ý là nếu mà chúng ta hút thuốc lá thụ động hay là hút thuốc lá chủ động, chúng ta đều có nguy cơ bị xơ vữa mạch máu. Hút thuốc lá chủ động là bản thân chúng ta hút thuốc lá, còn hút thuốc lá thụ động là chúng ta hít phải khói thuốc lá từ những người xung quanh. Vậy nên chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá. Thứ hai đó là mọi người phải điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ bị xơ vữa mạch máu. Vậy thì chúng ta nên ăn uống như thế nào? Chúng ta nên giảm những thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, cholesterol và chất béo chuyển hóa như là trong các loại thịt đỏ, đặc biệt là thịt mỡ, các loại sữa béo, trong các nội tạng động vật như là lòng hoặc là các loại da của các động vật. Bên cạnh đó thì mọi người cần hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, các loại thức ăn nhanh, tại vì chứa nhiều chất béo chuyển hóa cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xơ vữa mạch máu. Và ngược lại chúng ta nên ăn gì? Mọi người nên tăng cường những thực phẩm giàu chất xơ như là rau, củ, quả. Và chúng ta nên tăng cường các chất béo tốt như là omega 3 sẽ có nhiều trong cá hoặc là trong các loại hạt. Thứ ba đó là chúng ta phải tập thể dục đều đặn. Nếu chúng ta tập thể dục đều đặn có thể làm cho máu chúng ta lưu thông được tốt hơn, chúng ta ổn định được huyết áp, từ đó ngăn ngừa được quá trình xơ vữa mạch máu. Và chúng ta phải tập thể dục bao nhiêu? Theo như khuyến cáo thì chúng ta phải tập thể dục là một tuần với cường độ vừa phải, ít nhất là 150 phút. Bên cạnh đó thì chúng ta có những hoạt động hàng ngày chúng ta có thể là tăng cường để mà tăng sự vận động của cơ thể, như là chúng ta làm việc nhà hoặc là chúng ta đi thang bộ thay vì chúng ta đi thang máy. Thứ tư nữa là mọi người cần phải giảm cân. Nếu chúng ta bị thừa cân thì sẽ là nguy cơ rất cao của các bệnh lý như là bệnh lý tim mạch, bệnh lý huyết áp, bệnh lý mỡ máu, bệnh lý tiểu đường, thậm chí là bệnh lý đột quỵ. Vậy chúng ta cần phải giảm cân và chúng ta phải đưa cân nặng của chúng ta để đạt được chỉ số khối cơ thể, chỉ số BMI là nằm trong khoảng từ 18.5 đến 23. Bên cạnh đó thì vòng eo thì chúng ta phải giảm xuống, đối với nam là vòng eo phải dưới 90 và đối với nữ là phải dưới 80. Cái thứ năm là chúng ta phải điều trị tốt những bệnh chúng ta đang có những tình trạng bệnh lý làm cho chúng ta tăng nguy cơ bị bệnh lý xơ vữa mạch máu như là bệnh lý tiểu đường, bệnh lý suy thận hoặc là bệnh lý huyết áp. Vậy nên nếu chúng ta có những tình trạng bệnh lý này, chúng ta phải điều trị cho tốt, chúng ta phải uống thuốc đầy đủ, chúng ta tái khám định kỳ và tuân thủ những điều trị của các bác sĩ. Cái thứ sáu là có thể nhiều người trong chúng ta chưa biết, đó là chúng ta phải đi khám bệnh định kỳ. Xơ vữa mạch máu là một tình trạng bệnh lý mà có thể trong giai đoạn đầu hoàn toàn không có những triệu chứng, cho đến khi mà mảng xơ vữa lớn và gây hẹp và gây bít tắc mạch máu thì để lại những biến chứng nguy hiểm. Vậy nên nếu mà chúng ta đã trên 35 tuổi hoặc là chúng ta có những yếu tố nguy cơ cao của bệnh tim mạch như là chúng ta có bệnh huyết áp, chúng ta có bị mỡ máu, trong gia đình của chúng ta có những người thân mắc bệnh lý tim mạch sớm thì chúng ta phải đi khám bệnh định kỳ để mà tầm soát sớm bệnh lý xơ vữa mạch máu. Xơ vữa mạch máu là một bệnh lý mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Mọi người hãy áp dụng những biện pháp ở trên để mà phòng ngừa được tình trạng bệnh lý xơ vữa mạch máu nhé. Hãy theo dõi kênh Bác sĩ Trí để có thêm nhiều kiến thức sức khỏe bạn nhé.